Ủa, ngồi đây làm gì đây con? Lâu rồi chưa chụp hình rồi giờ sao? Tự nhiên đòi chụp hình dưới gì mới được chứ? Tao chụp dưới cái nào đâu? Trời, có bông hả? Nhảy lên. Giỏi, rồi, muốn chụp sao đâu? Ê, ê, bậy bậy, hư lá của tôi hết, nhẹ nhẹ. Rồi, trời thiệt á. Rồi, quay qua. Ok, 1, 2, 3. Giỏi quá. Rồi nè, nghiêng đầu. Trời, ngáp. Sao, nghiêng đầu. Rồi, nằm xuống đi, đợi kiểu nằm xuống. Giỏi, twist up. Ok, quay qua. Twist up. Rồi, ok, giỏi. Thưởng cho nè. Trời ơi, điệu quá rồi, điệu luôn nha bà.